Đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, năm tuổi này chạy ngay đi mua vé số, sắp trúng lớn, giàu to, khao cả làng cả xã. Những con giáp này là những người đầy hoài bão và tham vọng. Họ không cho phép bản thân mình lười biếng và luôn chăm chỉ, nỗ lực làm việc. Vì thế, đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch, thần tài ghé thăm, con đường công danh sự nghiệp của họ sẽ có những cái bước tiến triển rõ rệt. Cơ hội kiếm tiền và làm giàu sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Trong ngày mùng 1 Tết thì nhiều bạn sẽ có những cái ý tưởng đột phá mới lạ, giúp cho các bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt của cấp trên và khách hàng. Không chỉ vậy, nếu các bạn làm việc theo nhóm thì cũng rất dễ nhận được cái sự tin tưởng của các thành viên còn lại và được mọi người đề cử lên những cái chức vị cao hơn trong năm mới này. Và dù có thành công tài giỏi tới đâu đi chăng nữa thì con giáp này cũng giữ cho mình cái sự khiêm tốn, lại còn biết giúp đỡ đồng nghiệp. Vì vậy, việc các bạn được mọi người xung quanh yêu mến là cái điều dễ hiểu. Các bạn hãy luôn giữ vững cái phong độ này để trong năm mới có được cái sự đột phá thành công. Thưa quý vị, chúng ta biết cái ngày mùng 1 Tết nó sẽ rơi vào ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch năm 2024. Nó là ngày Giáp Thìn, có ngũ hành là Phúc Đăng Hỏa. Và trong cái ngày Giáp Thìn, ngày Phúc Đăng Hỏa này, ngày mùng 1 Tết này, thì chúng ta sẽ có những con giáp may mắn sau đây. Ứng cử viên sáng giá đầu tiên, con giáp may mắn đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời trong cái dịp năm mới năm 2024 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, những người tuổi Dậu trong ngày mùng 1 Tết được cục diện là Thìn Dậu lục hợp. Đó. Cái cục diện lục hợp này nó sẽ giúp cho các mối quan hệ của những người tuổi Dậu tiến triển một cách tốt đẹp, tạo ra cho các bạn tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Trong cái ngày mùng 1 Tết ấy, thì bản thân làm gì cũng vui vẻ, càng có ý nghĩa hơn khi mà được mọi người đồng tình ủng hộ. Trong mọi tình huống thì các bạn đều nhận được cái sự hỗ trợ từ những người thân, từ bạn bè để hoàn thành những cái nhiệm vụ hiệu quả hơn. Cái vận trình sự nghiệp của con giáp này cũng đang tiến triển khá là tốt. Bản mệnh thì cũng được quý nhân lục hợp che chở giúp đỡ, hứa hẹn nhiều cái điểm sáng mới rất đáng mong đợi trong cái thời gian này. Thêm nữa lại được các thần hỗ trợ, những người tuổi Dậu ấy khá tốt cho công việc, mở rộng các mối quan hệ xã giao ở nơi công sở. Các bạn vừa làm lại được cấp trên hậu thuẫn, lại được cấp dưới đồng lòng, đồng tình, ủng hộ, nên mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch của những người tuổi Dậu. Có thể nói, cái thời điểm này thì cho thấy rằng có nhiều cái dấu hiệu thăng tiến rõ rệt về cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Dậu. Bằng cái nỗ lực và bằng cái sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm một chút may mắn đấy về cái vận thế, mà những người tuổi Dậu sẽ gặt hái được những cái thành quả hết sức là đáng mừng. Thì đây cũng là một trong những cái thời điểm thuận lợi để cho những người tuổi Dậu mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, các dự định lớn đã ấp ủ từ lâu. Quý vị đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào khả năng và cái năng lực của mình, cố hết cái khả năng của mình ấy, rồi các bạn cũng sẽ đạt được những cái thành tích đáng tự hào mà chính bàn tay của mình làm ra. Cùng với công việc thuận lợi thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng đang trên cái đà khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán tự do ấy, thì thời điểm này cũng đều gặt hái được những cái thành quả như ý. Những người tuổi Dậu đang có nhiều cái cơ hội kiếm tiền, kinh doanh, buôn bán cũng được lộc trời ban, hứa hẹn cái doanh thu bất ngờ trong thời gian này. Đó. Bên cạnh đó, cái tài lộc thì nó đến từ nhiều cái nguồn thu khác nhau. Có khả năng các bạn sẽ được đề nghị thăng chức tăng lương hoặc là tăng hoa hồng, các bạn sẽ được chấp thuận trong thời gian này. Hơn nữa, bản mệnh khá là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây cũng chính là cái thời điểm để các bạn tận dụng triệt để những cái mối quan hệ tốt đẹp đã tạo lập từ trước đó, rất có lợi cho cái việc kinh doanh buôn bán trong cái tháng riêng, đúng không ạ? Nói chung ấy, những người tuổi Dậu cũng nên tranh thủ cái cơ hội này chúc Tết bạn bè, chúc Tết đồng nghiệp đó, và đi giao lưu gặp gỡ với nhiều người hơn để mở rộng cái mối quan hệ của mình. Và trong cái thời gian này thì nói chung là cái chuyện hùn vốn đầu tư trong tương lai ấy, thì cũng hoàn toàn hợp lý. Và gì, khi mà được các khí nó hỗ trợ, nó sẽ giúp cho cái may mắn nó được lan tràn. Nếu đang có sẵn cái nguồn vốn rủng rỉnh thì những người tuổi Dậu có thể thử sức. Có điều làm gì thì cũng cần phải bình tĩnh và thận trọng, bởi vẫn còn một vài hung tinh nó mang đến những cái điểm xuân xẻo và phá tài. Và khi mà thấy các bạn đạt được thành công thì cũng nhiều người ghen ghét đố kỵ. Vì vậy quý vị cũng nên gì, dĩ hòa vi quý nhé. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 1 Tết thì tài chính nói chung ở mức khá, thu nhập thì nói chung ấy cũng đều đặn, giúp cho những người tuổi Dậu không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên,
Nếu muốn sống một cuộc sống dư giả thì các bạn cũng cần phải kiếm thêm các khoản thu nhập bên ngoài. Đồng thời cũng hãy cố gắng tích tiểu thành đại, năng nhạt thì chật bị. Những người tuổi Dậu đừng quá vội vàng, tham lam mà mạo hiểm đầu tư lớn trước những rủi ro cao. Ngay cả vận trình tình cảm của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng được khởi sắc mạnh mẽ, đào hoa thì nở rộ. Những người độc thân có thể sẽ gặp được cái tình yêu của đời mình một cách là tình cờ. Đấy. Cơ hội đã đến, nhưng mà có thành công hay không ấy, lại phụ thuộc hoàn toàn vào cái hành động của những người tuổi, Dậu. Quý vị đừng có mãi chờ đợi nữa, hãy hành động hết mình để có được cái kết quả như ý, tài lộc dồi dào. Có được cái cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 của năm mới. Và để gia tăng thêm cái may mắn trong cái vận trình của mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 Tết ấy, đó chính là những người tuổi Thân. Quý vị thân mến, ngày mùng 1 Tết là ngày Giáp Thìn, những người tuổi Thân được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Đó. Như vậy là đón đến cục diện tam hợp Thái Tuế nó hậu thuẫn trong cái ngày mùng 1 Tết thì những người tuổi Thân tha hồ mà làm việc mình thích khi mà luôn có thần may mắn đứng ở bên cạnh các bạn. Các bạn sẽ nhận được cái sự khen ngợi và tín nhiệm. Đấy, thậm chí là có thể được có cơ hội tăng lương thăng chức trong cái thời gian tới. Cái vận may của các bạn đã tới rồi, chỉ cần các bạn tiếp tục cố gắng thêm nữa thì chắc chắn sẽ thành công hơn. Đó. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp Thân, Tý, Thìn, tam hợp thủy cục ấy, nó sẽ đem lại cái nhiều cái tác động tích cực cho cái vận trình sự nghiệp của những người tuổi Thân. Nhiều cơ hội phát triển mở ra ngay trước mắt của các bạn. Các bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì sẽ có cơ hội gặt hái được cái thành công rực rỡ trong khoảng thời gian này. Đó. Nói chung ấy, trong khoảng thời gian này thì các bạn sẽ xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp và với bạn bè. Vì thế, ai cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ nếu như các bạn gặp phải khó khăn hoặc là cần thiết giúp đỡ từ họ. Nhờ có cái sức mạnh tập thể mà những việc tưởng chừng như khó khăn trong thời gian trước đó cũng sẽ được các bạn hoàn thành đúng thời hạn. Nhờ đó mà các bạn luôn được tuyên dương khen thưởng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cấp trên cũng đánh giá cao những cái thành tích gặt hái được của những người tuổi Thân, nên cũng sẽ tạo cơ hội cho các bạn thể hiện cái khả năng của mình. Cơ hội tăng lương, tăng thưởng, thăng chức trong thời gian sắp tới cũng sẽ khiến cho những người tuổi Thân vui vẻ cả năm. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Thân cũng có những cái bước chuyển biến tích cực hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Nhờ có tam hợp nó chỉ đường dẫn lối, các bạn có thể tìm được cái hướng đi đúng đắn cho mình, thoát khỏi cái tình trạng là gì lối mòn trước đó. Trong thời gian này, với những người làm ăn kinh doanh ấy, thì quan hệ xã giao thuận lợi cũng sẽ giúp các bạn dễ dàng kiếm được những cái hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng, đối tác mới thì cũng nghe đến danh tiếng của các bạn và muốn được hợp tác phát triển lâu dài. Chỉ cần các bạn có một cái con mắt tinh đời, nhìn nhận đâu ra đó và biết được đâu là cái thời cơ mà mình nên nắm bắt thì ắt sẽ thu về một cái túi tiền rủng rỉnh. Những người làm công ăn lương thì cũng dễ nhận được những khoản thưởng nóng nhờ những cái thành tích nổi bật xuất sắc của mình trong công việc. Lãnh đạo cũng sẵn sàng dành cho các bạn những cái phần thưởng xứng đáng với cái công sức của các bạn bỏ ra. Thậm chí một vài người còn may mắn được xem xét cất nhắc tăng lương thăng chức trong thời gian tới. Với những người mà mới bước vào cái lĩnh vực nào đó mới mẻ trong thời gian này thì tình hình tài chính của các bạn cũng có những cái chuyển biến tích cực. Bất chấp tam tai năm thứ ba thì những người tuổi Thân vẫn vươn lên giàu có. Khi mà được giao cho những cái nhiệm vụ quan trọng mang đầy cái tính thử thách, thách thức thì các bạn hãy mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình thực hiện. Các bạn sẽ phát hiện ra được cái tiềm năng của mình, cái sức mạnh của mình, cũng như là có được cái cơ hội được cấp trên tin tưởng và mọi người sẽ ủng hộ. Không những vậy, cái vận quý nhân nó vượng. Trong thời gian này thì được quý nhân che chở giúp đỡ, trợ lực. Nên là những người tuổi Thân ấy cũng sẽ tìm kiếm được cho mình những cái nguồn tài lộc dồi dào. Tài khí thì tăng mạnh, bản mệnh có một cái ngày bội thu về tiền bạc. Đó. Nhờ vậy mà các bạn thấy mình làm gì cũng được thuận lợi và không cần phải lo thiếu cái chuyện chi tiêu. Thêm nữa, lại được cái cục diện ngũ hành nó ủng hộ, nó mang tới cho những người tuổi Thân ấy cái chuyện tình cảm vô cùng là tốt đẹp. Có thể thấy các mối quan hệ của các bạn thì nói chung là ngày càng bước vào cái giai đoạn ngọt ngào, tiến triển rất là tốt.
đối phương luôn lắng nghe và thấu hiểu các bạn, hai người sẽ tìm được cái sự đồng điệu trong cuộc sống. Đây chính là cái bí quyết giúp cho các mối quan hệ của những người tuổi Thân càng được bền chặt và hạnh phúc hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc của mình trong năm mới, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 Tết năm 2024 ấy, thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, những người tuổi Tý có thể sẵn sàng tinh thần để đón chờ những cái điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mình trong cái thời điểm là mùng 1 Tết năm 2024. Tất nhiên, mọi việc có thể sẽ tiến triển suôn sẻ thì cái sự cố gắng, sự nỗ lực của chính bản thân những người tuổi Tý là cái điều không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp Thân, Tý, Thìn, đấy, nên là gì? Những người tuổi Tý sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Đặc biệt là trong những ngày Tết này, cái cơ hội nó lại càng được mở rộng hơn khi mà quý vị có thể là đến chúc Tết hoặc là đến thăm hỏi, gửi những lời chúc Tết ngọt ngào đến những người đồng nghiệp, bạn bè cũng như là những người mình thương yêu nhất. Mọi người xung quanh thì cũng sẵn sàng giúp bạn và chỉ cho bạn những cái hướng đi, giúp các bạn khắc phục được những khó khăn còn tồn tại ở thời gian trước đó. Nói chung ấy, cái thời điểm trong ngày mùng 1 Tết này thì các bạn cũng nên cởi mở với mọi người xung quanh. Rất có thể các bạn sẽ làm quen được với quý nhân, đối phương sẽ thường xuyên đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích, có thể áp dụng vào công việc hoặc là các kế hoạch trong tương lai. Bên cạnh đó, phương diện tài lộc của những người tuổi Tý trong thời gian này thì cũng có những cái bước tiến triển khá là quan trọng. Đấy, với cái đầu óc nhanh nhẹn và cái cách nhìn nhận vấn đề chính xác, các bạn thường lập ra được những cái kế hoạch khả thi và có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Bên cạnh đó, dưới tác động của cục diện tam hợp, các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, với đối tác thì cũng ngày càng tiến triển tốt đẹp. Các bạn sẽ nhận được các đơn hàng hoặc là các hợp đồng một cách là thường xuyên và đều đặn. Nhờ vậy mà túi tiền của những người tuổi Tý lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là rủng rỉnh, không phải lo đến cái chuyện chi tiêu. Với những người làm công ăn lương ấy, thì cái nguồn tiền của các bạn có thể đến từ các khoản lương thưởng, tiền thưởng nóng do các bạn đạt được những cái thành tích cao trong công việc. Thì đây cũng chính là cái động lực giúp cho các bạn có thể tập trung cố gắng hơn nữa cho cái tương lai của mình. Bên cạnh cái chuyện tiền bạc nó hanh thông, thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi Tý trong thời gian này cũng gì có được tốt lành và may mắn do được cục diện tam hợp nó trợ lực, nó giúp đỡ. Nên là mọi cái khúc mắc, mọi cái mâu thuẫn thì đều được gì đẩy lùi sang bên. Đấy, ngày mùng 1 Tết thì quý vị cùng những người thân trong gia đình mình ăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc với nhiều cái mơ ước trong cái dự định tương lai sắp tới. Đó. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái cát lợi cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày mùng 1 Tết âm lịch năm 2024 ấy, ngày Giáp Thìn ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong ngày mùng 1 Tết, ngày Giáp Thìn thì những người tuổi Dần được cục diện là Dần, Mão, Thìn là tam hội. Cái cục diện tam hội nó xuất hiện, nó sẽ giúp cho những người tuổi Dần thì cái vận trình nó được rực rỡ, nên là mọi việc tiến triển đều rất là thuận lợi, suôn sẻ. Nói chung ấy, những người tuổi Dần làm việc thì có đầu có cuối, cũng bởi các bạn biết năng lực của mình đến đâu để phát huy đúng lúc đúng chỗ. Và trong ngày mùng 1 Tết này thì các bạn cũng đưa ra được nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo, nên tất nhiên sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian hoàn thành nhiệm vụ và được giao cho những trọng trách quan trọng hơn. Không chỉ công việc nó thuận lợi mà cái phương diện tài lộc của những người tuổi Dần ấy cũng rất là khả quan. Các bạn đang có cái nguồn thu nhập ổn định, không phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện chi tiêu trong thời gian này. Nói chung ấy, những người tuổi Dần thì luôn đi theo cái kế hoạch đã lập ra, cho nên sẽ giải quyết suôn sẻ những cái vấn đề còn tồn đọng và cái vấn đề tài chính cũng sẽ chỉ được gì ổn định hơn. Quý vị biết cân bằng thu chi cái khoản tiền của mình cũng như là của gia đình. Tuy nhiên,
Trong thời gian này, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dần thì cũng sẽ được tốt đẹp như quý vị mong muốn. Do được cục diện tam hợp là Dần, Mão, Thìn là tam hội. Vậy nên là gì? Nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình tình cảm nó được đi lên trông thấy. Vợ chồng thì hòa hợp, biết đặt mình vào vị trí của đối phương để ứng xử, nên là trong nhà không thiếu những cái tiếng cười vui vẻ, đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may của mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Và tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 1 Tết dễ có cơ hội trúng số đổi đời, đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ trong ngày mùng 1 Tết thì được chính quan tương trợ giúp đỡ. Vậy nên đây sẽ là một cái ngày mà làm việc suôn sẻ, may mắn với những người tuổi Ngọ. Gia chủ đã cố gắng hết sức mình vì tương lai, mong sớm giành được cái vị trí như mong muốn. Và để trở nên nổi bật hơn trước đối thủ ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy thử suy nghĩ theo cái cách giải quyết khác đấy, và đưa ra những quyết định dứt khoát để tiến hành những cái ý tưởng và những dự định sắp tới mà mình đã ấp ủ. Nhìn chung ấy, trong cái ngày mùng 1 Tết các bạn cứ triển khai mọi thứ theo kế hoạch đã định sẵn thì không gặp phải cái trở ngại hay là khó khăn gì. Quý vị đừng quên thái độ của cấp trên vẫn chưa rõ ràng nên càng không được phép lơ là và chủ quan. Cũng đừng vì thế mà ủ rũ chán nản. Các bạn chỉ cần chăm chỉ cố gắng hết sức thì thời cơ sẽ đến trong tương lai và trong cái năm 2024 sẽ gặt hái được những cái thành công mỹ mãn. Thêm nữa, những người tuổi Ngọ lại được cục diện ngũ hành tương sinh, đúng không ạ? Vậy nên là trong thời gian này thì con đường tình duyên của những người tuổi Ngọ cũng vô cùng là tuyệt vời, khởi sắc đáng kể. Những người độc thân có thể tiến hành là tỏ tình với những người mà mình thầm thương trộm nhớ từ lâu, chắc chắn sẽ nhận được cái kết quả tốt đẹp như mong đợi. Các cặp đôi thì có thể tranh thủ cái cơ hội này để hâm nóng cái mối quan hệ, hàn gắn những cái giận nứt từ bấy lâu nay. Và để gia tăng thêm cái may mắn trong vận trình của mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 1 Tết dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Và trong cái ngày mùng 1 Tết ấy, thì chúng ta có 5 con giáp dễ sắm nhà tậu xe, đúng không? Dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ và may mắn tài lộc sẽ đứng về phía họ. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Dậu, 2 tuổi Thân, 3 tuổi Tý, 4 tuổi Dần và 5 là những người tuổi Ngọ. Đó là 5 con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 Tết Nguyên đán năm 2024. Năm Giáp Thìn. Hy vọng những cái chia sẻ của Tử Thông sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình trong cái ngày mùng 1 Tết. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.